Okay, rồi xin chào tất cả các anh đã đến với kênh kho đồ nghề Nhật Bái của em. Thì đây là clip số 91. Rất mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các anh bằng cách là chốt mã sản phẩm mình yêu thích, like và đăng ký kênh giúp em ạ. Thì quy cách mua hàng bên em là các anh chuyển khoản thì em sẽ bao ship. Còn ship code thì phí vận chuyển các anh thanh toán cho bên vận chuyển giúp em ha. Thời gian các anh nhận được hàng trung bình là từ 5 tới 7 ngày. Dạ rồi, hôm nay em sẽ lên tổng cộng là 26 mã sản phẩm. Em xin phép được lên mã đầu tiên ngày hôm nay. Đó, mã hộp đầu tiên ngày hôm nay đó chính là một tấm bạt nha các anh. Đó, tấm bạt này thì các anh có thể dùng để làm bạt che hoặc là bạt trải đều rất là ok ha. Thì cái tấm bạt này nó là dạng mới, đẹp chứ không có phải là cũ ha các anh. Đó, tấm này là tấm rất là mới, xịt. À, và cái tấm bạt này thì cái chiều rộng của nó là 2m3, chiều dài là 3m4. Và đặc biệt là cái chất liệu này, nó khi mà nó gặp cháy á, thì nó sẽ teo lại chứ nó không có phừng lên ha, nên là nó hạn chế tối đa cái việc gây cháy hoặc là cháy lớn đó, nên là cái tấm này nó rất là ok với cái chất liệu như vậy ha các anh. Đó, dạ rồi, tấm này mã số 1 giá 450.000 giúp em ha. Tấm này là em chỉ nhận chuyển khoản không ship code nha các anh. Mã số 1 450.000. Dạ, mã số 2 đó chính là một con kéo cắt cáp nhông. Thì con này là của nhà cắt tút nha các anh. Đó, thì nó chuyên cắt cáp đồng và nhôm giúp em này. Thì con này thì bản chất là nó cắt phi 32, nhưng mà cái con này nó bị cục cái lưỡi ở đây ha các anh. Đó, đây đem cho các anh coi. Đó, nó bị cụt cái lưỡi, nó bị cụt ở đây, nên là nó con này, riêng con này thì nó chỉ cắt tối đa là cái phi 24 giúp em ha. Là các anh nếu mà có lưỡi anh có thể về thay thì cũng rất là ok ha. Nhưng mà bù lại thì cái lưỡi con này rất là đẹp nha các anh. Đó, các anh thấy không, lưỡi con này rất là đẹp. Nó cắt tối đa phi 24 ở cái lưỡi này ha. Thì khúc này các anh gạt xuống này. Đó, các anh gạt hai bên này xuống thì các anh lấy lưỡi ra rất là dễ ha. Lấy lưỡi ra, lưỡi vô, lấy lưỡi nhanh rất là dễ. Đó, lò xo các kiểu là đều là ok hết nha các anh. Lưỡi con này rất là mới ha. Đó, dạ rồi, thì con kéo cắt cáp cactus mã số 2 giá 600.000 giúp em nha các anh. Mã số 2 600.000. Con này thì các anh cũng em ưu tiên chuyển khoản con này ha. Dạ, mã số 2. Mã số 3 là một con búa. Đó, con này là đúng kiểu là búa để sưu tầm nè các anh. Cái đầu nó là gọi là đầu thanh long bạch hổ ha các anh. Đó, các anh thấy không, xuất sắc chưa. Đó, thanh long bạch hổ ra là hình rồng này ha. Đó, bên đây cũng là rồng phượng gì đó các anh. Đây là cái đầu đóng của nó. Đó, đây là cái đầu đóng ha. Thì cái con này nó bị dâm một xíu ở đây, nhưng mà nó cũng không có vấn đề gì to tát đâu nha các anh. Đó, tổng thể thì con này còn rất là ok ha. Đó, thì ở dưới đây nè, các anh thấy nè, đó, người ta là có thông số của hãng nè. Búa này cái đầu là nặng 300g giúp em á. Đó, con này là nặng 300g ha. Búa thanh long bạch hổ sưu tầm rất là ok. Dạ rồi, thì con này nó dài tổng là 33cm nha các anh. Đó, con này mã số 3 giá là 550.000 giúp em. Búa mã số 3 550.000 ạ. Mã số 4 là một con cân nha các anh. Đó, con cân này thì nó rất là nhỏ gọn, và cái nó cân từ 0 cho tới 10kg giúp em ha. Đó, từ 0 cho tới 10kg. Thì các anh có thể mang cái con cân này đi, mình rất là thuận tiện, tiện lợi. Mình cân tại chỗ hay mình mang cái gì thì nó cũng vô cùng là nhỏ gọn ha. Thì con này nó dài tổng là 17cm nha các anh. Cân max 10kg, mã số 4, giá là 250.000 giúp em nha các anh. Cân mã số 4 250.000. Đó, mã số 4 nha các anh. Tiếp theo mã số 5 là một con cần lực đồng hồ nha các anh. Đó, các anh thấy nó xuất sắc chưa? Một con cần lực đồng hồ, con này là của nhà Snap-on giúp em ha. Đây là tổng thể của nó nè. Đầu của nó là đầu 3/8 giúp em nha các anh. Con này là cái đầu 3/8. Đây các anh thấy tay cầm nè. Đó, tay cầm viết rồi đều rất là ok hết ha.
Đó. Thì cái con này là nó xài hệ inbound giúp em. Con này nó xài hệ inbound từ 0 cho tới 300 inbound nha các anh. Đó. Đó, con này là hàng của nhà Snap-on, các anh thấy không ạ? Snap-on trên đây ha. Dạ rồi, con cần lực đồng hồ này thì nó dài tổng là 25 cm, mã số 5, giá 1 triệu 600 ngàn giúp em. Mã số 5 1 triệu 600 ngàn. Thì con này em cũng chỉ nhận chuyển khoản, không ship code ha các anh. Mã số 5 1 triệu 600 ngàn. Mã số 6 là một con dao, này gọi con dao phát các anh. Đó, con dao phát, phát cây, phát cối, phát cỏ đồ ha, con dao phát. Đó, anh thấy xuất sắc chưa? Thì con này là nó có cái vỏ ở đây luôn nha các anh. Đó, một cái vỏ ở đây. Thì em sẽ dơ gần lên cho các anh xem tổng thể con này. Thì con này cái chất thép của nó là chất thép xanh nha các anh, nên là nó rất là bén ha. Con này các anh thấy cái lưỡi rất là đẹp. Đó, các anh thấy không? Cái lưỡi rất là đẹp ha. Đó, chữ là phun dập hết thân của nó đây, lưỡi đây. Đó, mấy con dao thép xanh thì các anh biết là cái lưỡi nó bén vô cùng rồi ha. Đây là mặt sau của nó. Đây là nó có cái đầu nhọn nhọn qua đây nè các anh. Đó. Dạ rồi, con này thì nó dài tổng là 40 cm nha các anh. Dài lưỡi là 22 cm giúp em. Dày của nó là, con này dày tầm 6 ly nha các anh. Đó, con này là dày max tầm 6 ly ha. Dạ rồi, con này mã số 6 gồm cả vỏ luôn. Giá của nó là 1 triệu 200 ngàn giúp em nha các anh. Mã số 6, dao thép xanh. Đó, 1 triệu 200 ngàn. Lưỡi rồi sóng, đây sóng con này rất là ok nha các anh. Thì con số 6 này các anh chuyển khoản trước giúp em ha. Em không ship code tại vì mấy cái dòng dao như vậy thì rất là khó để ship code rồi ha. Anh nghe thông cảm giúp em cái vấn đề đó. Dạ rồi, tiếp theo là mã số, tiếp tới là một con số 7 nha các anh. Đó, con số 7 là một con kìm chết của nhà Argo Japan. Thì đây là ngoại hình của nó nha các anh. Đó, ngoại hình bên ngoài thì ngoại hình bên ngoài thì khá là ok ha. Con này là size 10 in giúp em. Mở ra bên trong này. Đó, răng con này thì cái chỗ này nó hơi dập nha các anh. Đó, nó hơi dập chỗ này. Đó, bên đây cũng vậy. Thì răng cái con này ngàm trên chỗ đây thì nó không có được đẹp. Còn mấy cái răng dưới này thì ok hơn ha các anh. Đó. Đó, đây là cái ngàm kẹp của nó, ngàm trên của nó ha. Thì con này là size 10 in, mã số 7. Giá của nó là 480 ngàn nha các anh. Đó, em để giá cho các anh thợ mua về xài ha. Đó, con này xài cũng vẫn được chứ không có vấn đề gì ha. Xài ok nha các anh, mã số 7 480 ngàn. Mã số 8 là một con kìm kẹp. Thì con này kẹp ống hoặc kẹp các đai tròn nha các anh. Thì con này là hàng của Đức giúp em nè. Đó, hiệu hiệu của nó đây ha. Đó, đây là một cái hiệu của Đức nha. Ở ngoài thì người ta mạ một cái lớp 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 mạ một cái lớp sơn vàng lên ha. Nhưng mà em thấy là cái lớp này nó khá là bền đấy các anh. Nó giúp chống rỉ, chống đồ rất là ok cho con này ha. Đó, con này cũng rất là độc. Hồi giờ em chưa thấy cái con nào nó mạ cái lớp mạ vàng đẹp như con này. Đó. Thì con này nó dài tổng là 23 cm. À, anh nào mua về sưu tầm cũng rất là ok ha. Răng lợi bên trong con này thì rất là đẹp. Đó, các anh coi nè, răng lợi bên trong. Răng lợi con này rất là đẹp ha. Dạ rồi, con kìm kẹp mã số 8 này giá 450 ngàn giúp em nha các anh. Mã số 8 450 ngàn. Mã số 9 là một con vòi xịt nước. Trời ơi, cái con này em phải nói là nó đẹp xuất sắc luôn đó các anh. Ha, made in Japan giúp em ở đây nha. Các anh thấy không ạ? Made in Japan. Rất là đẹp cho con này. Con này là của hiệu Kakudai giúp em nè. Con này là full phụ kiện hết ha. Rất đẹp, rất mới. Đó, các anh thấy không? Thì con này nó cũng giống như các con khác, anh nhấn vào đây thì nó sẽ phun ra các tia này, nhấn vào trong thì phun ra những cái vòi nó mạnh hơn ha, thì giúp các anh tưới được ở những cái cây nó cao hơn. Thì con này là size lớn nha các anh. Đó, nó dài tới tận 20 cm lận ha. Đó, con vòi nước này mã số 9
giá 550.000 nha các anh, mã số 9 550.000. Mã số 10 là một bộ đa năng của nhà Factory Nhật Bản ha. Thì bộ này nó gồm cả cái vỏ bên ngoài đây luôn. Đó, phun vỏ luôn. Thì ở đây là nó gồm có một cái hộp đựng để đựng các ngòi, cái ngòi bấm ha các anh. À, đây là băng keo này, đây là cái kim bấm này. Đó, đây là hai cái que để các anh có thể gỡ những cái kim ra cũng rất là ok ha. Đây là cái thước dây nha các anh. Còn đây là cái kéo này. Đó, các anh thấy không? Kéo rất là mới đẹp. Và ngoài ra ở đây nó còn có một cái len nữa. Đó. Dùng để đọc sách đó các anh. Đó ha, giống như cái kính lúp vậy đó. Dạ rồi. Thì bộ này phun vỏ mã số 10. Giá 400.000 giúp em nha các anh. Mã số 10 400.000 cả vỏ nha. Đó. Mã số 11 là một bộ vít giúp em. Đấy, một bộ này là một cây vít nhưng mà có tới tận hai đầu nha các anh. Thì bộ này gồm có 2 4 6 8 và 10 cây. À, rất là mới và đẹp ha các anh. Đó. Bộ này là gồm 10 cây vít hai đầu, mã số 11. Giá của nó là 350.000, mã 11 nha các anh. Đó. Mã 12 là một cây cờ lê cách điện của nhà Facom Pháp ha. Đó, các anh thấy không? Cách điện là 1000V nè. Đó, bộ này, cây này là của Facom Pháp. À, cái đầu cờ lê của nó là số 13 giúp em ha. Đó, cây này là cái số 13 đầu cờ lê. Đây, bên trong đây các anh, rất là ok ha. Dạ rồi, con này thì nó dài tổng là 15cm giúp em này. Mã 12 giá 250.000 nha các anh. Mã 12 250.000. Mã 13 là một cây mỏ lết lùn. Thì cây này là của nhà Thon của Nhật Bản này. Đó, các anh thấy không? Một màu xanh hy vọng rất là đẹp. Đó. Dạ rồi, cái ngàm của con này thì rất là ok ha các anh. Đây các anh nhìn cái ngàm của nó, cái ngàm miệng của nó bên đây. Ngàm con này là mở rộng 36mm tương đương 3.6 nha các anh. Dài thì 15 nhưng mà các anh thấy là hầu như là cái phần chiều dài của nó đều tập trung ở cái miệng ngàm này hết ha. Nên là nó luồn luồn nhưng nó cấu rất khỏe nha các anh. Đó, đây. Bên trong miệng của nó đây các anh. Rất là ok cho con này ha. Đó. Dạ rồi, con mỏ lết thon mã 13 giá là 350.000 giúp em nha các anh. Mỏ lết mã 13 350.000. Mã 14 là một cây thước lá của nhà Izumita. Đó, con này là hàng nội địa nha các anh. Đó, con này là hàng nội địa của Nhật nè. Con này là thước dài từ 0 cho tới 30cm giúp em. Và nó có hai mặt nha các anh. Mặt ở sau đây là thường dùng để mấy cái thông số quy đổi á, thì người ta sẽ viết vào trong đây ha. Đó. Mấy cái con này cũng xài rất là ok nha các anh. Đây, các số đây đều rõ ràng ha các anh. Dạ rồi, con này thước lá mã số 14, giá 230.000 giúp em, mã 14. Rồi tiếp tới là mã 15 nha các anh. Mã 15 là một con dao xếp của nhà Spydocor, dòng là PYAD ha. Thì con này là chất thép, là thép không rỉ nha các anh. Đó, các anh thấy không? Rất là chất ha. Con này nó mang cái phong thái rất là chất. Đó, nó là một cái con dao xếp ha. Ở đây cái lưỡi dao rất đẹp nha các anh. Còn ở đây là dạng cái lưỡi răng cưa. Đó. Dạ rồi, thì đây là cái phần cán của nó này các anh. Đó, xuất sắc chưa? Con này là thép không rỉ ha. Thì bây giờ em sẽ đo cái kích thước cụ thể của nó này. Nó dài tổng là 22cm nè. Dài lưỡi là 9cm giúp em ha. Đó. Con này là anh nào mà sưu tầm hoặc là đam mê đi phượt cái đồ thì chốt cho em liền con này. Đó, bấm vô. Các anh thấy không? Rất đẹp và tiện lợi. Sáng bóng, rất là đẹp ha. Dạ rồi, thì con này mã 15. Giá của nó là 800.000 giúp em nha các anh. Con này em cũng chỉ nhận chuyển khoản, không ship code, mã 15 này ha. 800.000. Mã 16 là một cặp mỏ lết của Top giúp em nè. Một cặp mỏ lết của Top. Thì con này là một hiệu của Nhật Bản nè. Các anh thấy không? Japan ha. Thì trước hết là con lớn trước nha.
Đó, con lớn này thì rất là đẹp rồi ha các anh. Cái ngàm miệng thì khỏi phải chê. Đó, các anh thấy không? Ngàm miệng con này thì khỏi phải chê ha. Thì con này nó mở cái ngàm là từ 8 tới 30 mm giúp em ha. Nó dài tổng là 21 cm nha các anh. Đó, con này là 21 cm này. Là con thứ nhất. Tiếp theo là con thứ hai là một con size nhỏ hơn ha các anh. Thì con này là nó mở ngàm từ 7 cho tới 26 mm. Đây, ngàm miệng con này cũng rất là ok ha. Đó, ngàm miệng con này cũng còn rất là ok. Và nó dài tổng là 16 cm giúp em. Đó, em bán cả bộ một cặp như thế này. Giá là 550.000 nha các anh. Mã 16, 550.000 giúp em ha. Tiếp theo là mã số 17 là một cái con cách uốn kẽm nha các anh. Đó, thì cái con cách uốn kẽm này là của Nhật giúp em nè. Đó, các anh thấy không? Con này ngoại hình rất là ok ha. Đó, thì bây giờ hoạt động của nó như thế nào? Thì khi các anh muốn mở ra nè, các anh nhấn vào, lấy cái tay nhấn vào đây giúp em, nó kêu cái kịch mở khóa ra liền, gỡ ra ha. Còn khi các anh đóng vào thì các anh đẩy cái khóa này xuống giúp em là nó khóa vào ha. Thì nó hoạt động như thế này. Đó, ở đây là hai cái đầu răng để các anh, là các anh thấy không? Đó, hai cái đầu, hai cái ngàm của nó rất là đẹp ha. Thì các anh sẽ bỏ cái sợi dây kẽm vào đây. Đó, rồi các anh đóng cái khóa này vào giúp em ha. Rồi các anh sẽ cố định cái đầu dây kẽm ở đây, hoặc là khi các anh uốn á thì là thường dây kẽm nó đã có cái đường cố định sẵn rồi ha. Thì các anh sẽ tuốt ở đây thì cái cây kìm này nó sẽ tự đi theo cái đường mà mình, nó đi theo cái đường lò xo này, nó tự xoay luôn ha. Thì theo cái cơ chế đó thì nó giúp các anh cuốn cái sợi, uốn được cái sợi dây kẽm đó ha. Thì đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ở đây nó có một cái lưỡi cắt. Đó, thì các anh sẽ bỏ cái sợi dây kẽm vào trong đây. Thì cái đầu ở cái khớp cao su ở đây này, nó sẽ giúp các anh giữ lại cái sợi dây kẽm đó luôn ha. Và cắt ở cái đầu này. Đó, các anh thấy không? Rất là hay ha. Rồi, cái con này thì nó dài tổng là 27 cm giúp em nha các anh. Đó, 27 cm. Mã số 17, giá của nó là 630.000 giúp em nha các anh. Mã 17, 630.000. Mã 18 là một cây kìm nhọn của nhà Proto này các anh. Đó, con này là của Proto USA ha. Một cây kìm mỏ nhọn, vỏ viết rồi cũng khá là ok ha các anh. Đó, dạ rồi, thì con này bên trong răng lợi của nó nè, các anh thấy không? Răng lợi rất là đều ha. Đó, răng lợi. Còn đây là cái ngàm bên ngoài của nó, ngàm miệng bên ngoài của nó. Nói chung là con này là ok hết ha các anh. Thì con này nó dài tổng là 20 cm giúp em. Mã số 18, giá là 350.000 nha các anh. Kìm nhọn Proto mã 18, 350.000. Tiếp theo là mã số 19 nha các anh. Mã số 19 là một con kìm mỏ nhọn, mỏ quạ. Con này là của Nhật giúp em này, made in Japan ha. Thì con này là hàng mới nha các anh. Đó, nó vẫn còn rất là mới ở cái con này. Đó, các anh thấy không? Ngoại hình mới đẹp ha. Thì ở đây là răng lợi của nó đây các anh. Răng lợi thì em đã nói là nó mới nên cái răng lợi nó vẫn còn rất là đẹp ha các anh. Thì nó là size mini ha. Nó dài tổng là 13 cm giúp em. Con này nó dài tổng là 13 cm. Mã số 19. Đó, giá 250.000 nha các anh. Mã 19, 250.000. Mã 20. Bảo mã 19 nha. Dạ rồi, đây là mã 20 là một con khóa 4 đầu. Thì con này là của nhà Snap-on USA. Con này hệ in, thì nó hệ của nó là gồm có là 5/16 này. Đó, 3/8, 5/16 và 3/8 nha các anh, gồm hai số hệ in. Con này mã số 20. Giá 300.000 giúp em nha các anh. Mã 20, 300.000. Mã 21 là một cái cây dùng để gãi vai, gãi lưng ha các anh. Thì cái con này nó thiết kế thì nó rất là độc đáo. Và các anh thấy không, ở bên trong, và nếu như bong cái lớp xi bên ngoài, thì bên trong là nó có một cái lớp nâu nâu.
thì em nghĩ là cái chất liệu bên trong là nó bằng đồng các anh đó, thì em nghĩ nó là bằng đồng ha. Thì bên ngoài là nó có mạ thêm một lớp thép để không rỉ, không chống oxy hóa á. Còn bên trong nó chày chày, em thấy nó như vậy em chắc rằng nó là đồng ở bên trong ha. Đó, và cây này nó có thể bung dài ra được nha các anh, nên các anh cứ yên tâm ha. Dạ rồi, cái cây gãi lưng mẹ số 21, cây này giá 230.000 giúp em nha các anh, mẹ 21. Mẹ 22 là một con mỏ quả của nhà Izumi, và con này là gọi là mỏ quả tự động nha các anh. Đó, các anh thấy không? Đó, mỏ quả tự động làm rất là nhanh, lấy ngàm cũng nhanh. Nhưng mà con này là nó hàng made in USA nha các anh. Đó, Izumi made in USA, nên là những cái con này nó thiết kế rất là gọi là rất là chất. Đó. Thì bên trong và răng lợi của nó đây các anh. Răng lợi con này là đẹp ha. Đó. Dạ rồi. Thì cái con này nó dài tổng là 23 cm. Đó, mẹ số 22 giá là 550.000 giúp em nha các anh, mẹ 22 550.000. Mẹ 23 là một cây kìm cộng lực, con này thì của nhà Fujiza made in Japan, cũng là một màu xanh lá cây rất là đẹp, rất là mới đó. Thì cái con này là cái lưỡi cắt của nó là hàng mới nha các anh, cái lưỡi cắt của nó là mới ha. Đó, lưỡi cắt rất là đẹp, mấy hầu như lưỡi cắt mấy con này là nó chưa qua sử dụng nha các anh. Rồi con này nó dài tổng là 20 cm nè, mẹ số 23 giá 230.000 giúp em nha các anh, mẹ 23 230.000. Mẹ 24 là một cây kìm tút dây, thì con này là tút dây của nhà Vessel made in Japan, thì con này nó dùng để tút dây chuyên nghiệp ha. Nó có thể tút đầu dây, giữa dây, cuối dây một cách nhẹ nhàng chứ không có bị cản trở ha nha các anh. Con này là hệ A nè. Đó, nó tút dây là 0.5, 1.2, 1.6 và 2 giúp em nha các anh. Đó, hoạt động rất là ok ha. Con này mã số 24 giá 350.000 giúp em ạ, mã 24 350.000. Mã 25 là một con cưa, con này là thuộc dạng cưa mini size nha các anh. Lưỡi của nó là dài 120 cm giúp em, dùng để bỏ túi rất là ok. Và cái lưỡi thì răng lợi rất đẹp. Đó, các anh thấy không? Răng lợi con này rất đẹp và mới ha. Đó, răng lợi rất đẹp, cưa êm ha. Thì con này nó dài tổng là 27 cm, trong đó 12 cm là lưỡi nha các anh. Đó. Vậy rồi con này mã 25 giá 250.000 giúp em, mã 25. Mã 26 là một con khóa 4 đầu của nhà KTC, thì con này là có các thông số là 10, 13 nè, bên đây là 8 và 12 nha các anh. Thì bên đây là nó bị chắc cái lớp sơn xi bên ngoài thôi, chứ còn không ảnh hưởng gì tới cái hoạt động cũng như là cái chất lượng của nó nha các anh cứ yên tâm. Mà ngoài ra thì những cái con bốn đầu này các anh thấy nó có những cái đầu chồi lên như vậy, thì nó giúp các anh có thể làm ở trong những cái góc nó tốt hơn ha. Đó, dạ rồi, thì con này mã 26 khóa 4 đầu, tại vì nó trong cái lớp sơn một chút xíu như vậy thôi, nên là em để giá cho các anh xài. Con này em để giá là 280.000 nha các anh, mã 26 280.000. Dạ rồi, em đã lên tổng cộng là 26 mã sản phẩm, thì anh nào ưng mã nào thì chốt mã đó với em ha. Em xin cảm ơn tất cả các anh và hẹn gặp lại các anh ở clip sau ạ.